Nghệ sĩ Văn Thành qua đời. Nghệ sĩ Văn Thành qua đời ở tuổi 59 sau thời gian chống chọi với bệnh gút vào 17 giờ 38 phút ngày 28 tháng 2. Nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, phó giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ cho biết ông Văn Thành mắc bệnh gút nhiều năm, đi lại khó khăn. Vài ngày trước ông bị tai biến, điều trị ở bệnh viện nhưng không qua khỏi. Gắn bó nhiều năm, Sĩ Tiến nhận xét đàn anh là người hiền lành, tâm huyết với nghề. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, sức khỏe không tốt, ông xin nghỉ hưu sớm. Nhà ngay cạnh nhà hát Tuổi Trẻ, thi thoảng ông sang thăm, trò chuyện đồng nghiệp, cho vơi nỗi nhớ nghề. Lễ viếng nghệ sĩ vào 12 giờ ngày 3 tháng 3 tại nhà tang lễ thành phố ở Phùng Hưng. Linh cữu được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điện. Diễn viên Tùng Dương nói bất ngờ khi nghe tin đàn anh qua đời. Gần một tuần trước, cả hai còn trò chuyện. Năm 1994, Tùng Dương làm phó đạo diễn phim Người Nghèo Cũng Cười. Một lần, đoàn phim thay đổi bối cảnh đột ngột, cần người đóng vai thanh niên cắt tóc vỉa hè ở gần hồ Hoàn Kiếm. Trong lúc gấp gáp, anh gọi điện thoại cho Văn Thành nhờ giúp đỡ. 15 phút sau, nghệ sĩ có mặt tại địa điểm quay. Anh ấy là nghệ sĩ sân khấu, đóng chính nhiều vai, nhưng khi nhờ đóng vai phụ chỉ nói 3 câu, anh vẫn đồng ý. Tôi rất cảm động. Trong công việc, anh Thành nhiệt tình và tâm huyết. Ngoài đời, anh hài hước hay trêu đùa mọi người. Anh nói năm 2004, cả hai đóng chung phim Chuyện Phố Phường. Nghệ sĩ Văn Thành tên thật là Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1962 tại Hoàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa 1 trường sân khấu điện ảnh Hà Nội và là diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ. Ông đóng vai chủ nợ Kromstad trong vở Nhà Búp Bê, Chu Phác Viên trong Lôi Vũ. Ông được khán giả biết đến qua các phim như Sa Ngã, Chuyện Phố Phường, Tiếng Cổng, Định Bệnh.